Có người nghèo thì nhiều người, người ta hưởng ứng một cách nó không nhiệt tình lắm cho nên vất vả. Trong nhiều kỳ qua đã đầu tư được 131 triệu trên 198 triệu, đạt sấp xỉ trên 70% vốn có trong vận động. Đây là một cái thành tích rất lớn, cho nên chúng ta vẫn còn quý. Thì sang cái phần đầu tư thì tôi có đề nghị là sau này có đầu tư của một người nghèo thì đầu tư cho ra đó ra tấm ra giếng. Ví dụ như là đầu tư như vậy là sửa chữa 5 triệu với vài triệu thì nói thật với các cụ không có bà. Toàn đại hội thì có khi chỉ tiền như vậy là trẻ nước. Thế cũng chẳng dám ai thì dám làm gì được. Nên là đầu tư trước đây ra độ đối với phương thức là đầu tư không phải ra tấm ra món thì người ta cũng có khả năng làm được. Công tác tổ chức tuyên truyền thì đã có nhiều đổi mới, đã nhiều như vậy là đổi mới một cách sâu sắc về nội dung thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng hơn đến cộng đồng dân cư. Đấy là các cuộc vận động, các phương thức thì là đã thay đổi phương thức tuyên truyền liên tục, tuyên truyền dài.